Đây nè các bạn, chả giò mình đã chiên xong rồi nè. Bây giờ Nghi mời cả nhà cùng ăn nha. Bây giờ Nghi ăn thử một cuốn coi nó có ngon hay không nha các bạn. Ở bên trong mà các bạn rất là béo, vì béo của đậu hũ á các bạn, rồi đậu xanh, rồi khoai lang. Nói chung là mình làm thịt hoài mình sẽ ăn ngán. Lâu lâu các bạn làm rau củ quả như thế này các bạn thử đi, rất là ngon. Vừa bổ cho sức khỏe mà lại vừa không ngán nữa. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nghi sẽ chia sẻ cái món chả giò rau ngũ quả của Nghi nha. Bây giờ nguyên liệu của mình gồm có là một miếng đậu hũ nè các bạn, mình bóp ra cho nó nhuyễn, và hai quả trứng gà, và đây là khoai lang mình đã bào và sắc nhỏ ra nha các bạn. Cà rốt mình cũng bào mình sắc nhỏ ra. Đây là nấm mèo và một một bịch bánh tráng đậu xanh để làm chả giò nha các bạn. Và đây là mình, cái này có không sao nha các bạn. Đây là nấm mình cho thêm vô nè, nấm mình cho thêm vô cho nó ngon á. Các bạn có nấm gì các bạn thích bỏ nấm gì cũng được, mà không có cũng không sao, tùy theo mình thích cái gì thì mình bỏ cái đó. Và đây là đậu xanh mình đã nấu chín rồi nè, mình luộc chứ không phải là nấu luôn á. Nước sôi mình để vô mình nấu cho nó sôi lên cho nó chín chín rồi mình vớt ra để hồi mình chiên cho nó mau chín đó các bạn. Còn các bạn hấp thì cũng được, mình không hấp nó lâu quá mình lấy mình luộc luôn. Và mình có axi ngon và muối và tiêu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau nha. Mình sẽ trộn các nguyên liệu này lại nha các bạn. Mình sẽ bỏ trứng vô trong đây. Mình chờ lại một miếng để một hồi mình chờ lại một miếng để hồi nó mình quết cái bánh đó các bạn. Đậu xanh cho vô luôn. Cho cà rốt vô. Cho nấm mèo vô. Giờ mình cho khoai lang lên các bạn. Có khoai lang nó mới yếu ngon. Mình cho hết khoai lang. Khoai lang nó bùi. Cái này là mình ăn thịt nhiều hoài cũng không tốt đâu các bạn. Mình ăn rau rau củ quả vậy chứ mà tốt cho sức khỏe đó. Ăn thịt hoài cũng không có tốt. Giờ nó sẽ lấy cái muỗng đi trộn đều lên. Cái thao này nó nhỏ quá. Trộn tất cả cái này lại. Mình sẽ cho vô trong đây là axi ngon. Mình sẽ cho vô hai muỗng nha các bạn. Muối này là muối có bột ngọt, mình sẽ cho vô 1 muỗng rưỡi nha các bạn. Và mình cho tiêu vô. Cho miếng tiêu vô.
bây giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn bánh cho các bạn xem nha. Cái bánh này mình mua cái bánh này nó mềm sẵn rồi các bạn, nên mình không cần phải nhúng nước. Bây giờ mình sẽ quét một cái lớp trứng lên để hồi mình dán lại các bạn. Đó, mình quét một lớp trứng lên xong mình cho miếng nhân lên. Cái món này ai ăn chay ăn mặn gì đều được hết nha các bạn, tại vì nó toàn là rau rau củ không à. Đó, bây giờ mình sẽ cuốn lại. Mình sẽ quặp hai cái, mình cuốn trước xong mình quặp hai cái đầu luôn, xong mình sẽ cuốn tiếp. Đây cái chả của mình ngay đây. Đây là mình cuốn kiểu loại dài để mình cuốn thử một cái loại tròn, cái loại tam giác giống như cái bọc của mình các bạn. Mình thấy người ta làm tam giác nè, mình bắt chước mình làm thử có được không, không biết nữa. Để mình làm một cái tam giác nha. Ở đó giờ cuốn tròn thôi mà, để mình làm cái tam giác cho nó lạ lạ cái ta, nhưng mà không biết có được hay không. Tam giác mình cuốn làm sao nè, không biết được hay không. Ủa này ra hình này nó không ra tam giác mà nó ra ngũ giác luôn rồi, 1 2 3 rồi ra ngũ giác luôn cả. Cái đầu tiên mình làm ngũ giác đi, nó không ra tam giác mà nó ra ngũ giác luôn các bạn. Đây cái thứ hai của mình là ngũ giác, giờ mình làm cái tam giác nha. Nhét làm sao đây để mình nghiên cứu à. Cái này mình quấn cái tròn trước đi các bạn. Ăn này là có đậu xanh với khoai lang với đậu hũ nên cái bánh mình ăn rất là béo luôn các bạn. Mình ăn thịt hoài cũng không tốt đâu các bạn, lâu lâu mình làm rau này nè mình ăn rất là tốt. Trong một tuần lễ thực đơn của mình các bạn phải mình ra cái thời khóa biểu là một tuần mình phải ăn thịt 2 ngày thôi, còn mấy ngày kia ăn cá ăn rau, nói chung là mình ăn ăn rau nhiều rất là tốt các bạn. Mình bỏ cái trứng này lên để mà khi mình quét lại mình dán cái bánh nó dính là nó ngon các bạn. Bây giờ mình quấn thêm cho hết để mình làm thử cái tam giác nha các bạn. Cái tròn thì nó dễ, cái tam giác để mình thử làm, chưa làm tam giác với lại mình không thấy người ta làm tam giác như thế nào, mình phải nhìn người ta làm mình mới biết làm được. Bạn ơi, chả mình chiên bây giờ vàng rồi nè. Bây giờ vàng rồi mình sẽ dốc ra dĩa nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái màu vàng ngon chưa? Để mình cỡ cho các bạn xem.
mình mua cái loại bánh tráng của chả giò nên nó vàng ra cái màu đẹp. Cái này là cái bánh tráng cuốn thịt nè các bạn, bị thiếu bánh cái mình lấy bánh tráng cuốn thịt mình cuốn luôn, nên cái màu của bánh tráng cuốn thịt nó, bạn thấy không, nó không có đẹp bằng của cái bánh tráng của chả giò này. Bây giờ mình sẽ gấp lại cái rổ. Cái rổ này mình sẽ gấp ha, cho nó cái rổ này cho nó thấm, nó rớt dầu xuống dưới các bạn.